Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc. Náo nức hân hoan là không khí đang diễn ra ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự Công an Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí theo dõi một số hoạt động nổi bật của Công an tỉnh trong thời gian qua. Mới đây, Công an tỉnh tổ chức lễ gia quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Dự lễ phát động có Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đại tá tạ đức diễn thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phó giám đốc công an tỉnh nhấn mạnh ngay sau khi phát động lễ gia quân các đơn vị phải tập trung lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong quá trình thực hiện đợt cao điểm luôn phát huy vai trò nòng cốt sung kích trên tuyến đầu chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp để đưa ra giải pháp kịp thời nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh có phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mục tiêu đề ra là điều tra làm rõ từ 85% trở lên các vụ phạm tội về trật tự xã hội 100% các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng Vừa qua, Công an huyện Sông Lô tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ và các thông tư của Bộ Công an về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lãnh đạo các phòng ban toàn thể huyện Sông Lô, lãnh đạo các xã thị trấn, cán bộ chiến sĩ công an xã chính quy trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị định 136, đồng thời hướng dẫn các học viên thực hành một số kỹ năng chữa cháy cơ bản thường gặp. Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Triệu Văn Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô, yêu cầu các học viên nghiêm túc triển khai các nội dung của nghị định theo chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1991 ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Tuấn bị bắt quả tang đang mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương. Tăng vật thu giữ hơn 314 gam ma túy tổng hợp các loại, gồm ma túy đá, ma túy kẹo, ke, ngựa. Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở Hà Nội, mang về Vĩnh Phúc bán kiếm lời. Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý. Thưa quý vị và các đồng chí, năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. 25 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã từng bước củng cố về mọi mặt. Toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh sau 25 năm được tái lập. 25 năm qua, tình hình thế giới, khu vực cũng như trong nước trải qua nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, câu kết trong và ngoài, âm mưu thành lập các tổ chức chính trị đối lập để chống phá, xóa bỏ công lao, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc cách mạng của nhân dân ta. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn thế giới, đặt ra những thách thức vô cùng lớn và chưa từng có tiền lệ đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, các loại tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường và tệ nạn xã hội tiếp tục phát triển với những phương thức, thủ đoạn, hoạt động vô cùng tinh vi. Đối tượng phạm tội ngày càng liều lĩnh, táo tận, côn đồ, hung hãn. Xuất phát từ nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự, ngay từ những năm đầu mới tái lập tỉnh, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chọn khẩu hiệu thi đua Công an vĩnh phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Khẩu hiệu đó cũng là mệnh lệnh, là mục tiêu có ý nghĩa nhân văn từ đó đã thấm sâu vào mỗi suy nghĩ của cán bộ chiến sĩ là làm bất cứ việc gì cũng vì mục tiêu để cho nhân dân được bình yên. Từ đó, các đơn vị trong toàn lực lượng công an tỉnh luôn bám sát mục tiêu yêu cầu của phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc để thực hiện có hiệu quả công tác trong từng giai đoạn. Trong những năm qua, quan điểm chỉ đạo về công tác công an trong lực lượng công an vị phúc thì chúng tôi bám sát và thực hiện các chủ trương sau đây. Thứ nhất, là công tác công an phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và giữ gìn cuộc sống yên vui, hạnh phúc và bình an của người dân Vĩnh Phúc. 25 năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự thành các chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. NQ08 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, NQ09 CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Chương trình quốc gia phòng chống ma túy và các nghị định của chính phủ trong lĩnh vực an ninh trật tự đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong nhân dân, trong các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả. Công tác bảo vệ an ninh chính trị được đặc biệt chú trọng từ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng chống nội gián, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại về kinh tế và tư tưởng của các thế lực thù địch thông qua chính sách mở cửa, hội nhập. Qua đó, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Thành tích nổi bật của lực lượng công an Vĩnh Phúc trong những năm qua là đã chủ động nắm tình hình, dự báo chính xác để tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết ổn định hàng chục địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn, không để phát sinh điểm nóng làm giảm và không còn địa bàn loại 2 về an ninh nông thôn. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, công an tỉnh đã tập trung toàn lực lượng triển khai hiệu quả biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Ngay từ những ngày đầu khi mà chưa có những cái phương pháp những biện pháp chưa có tiền lệ trong việc chống dịch thì Vĩnh Phúc đã là một tỉnh bị dịch vào đầu tiên và cũng là tỉnh triển khai triển khai các biện pháp chống dịch đầu tiên cho cả nước. Công an Vĩnh Phúc là một lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và được tỉnh ủy, ủy ban dân, hội đồng dân, ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh coi là lực lượng nòng cốt và lực lượng đi đầu trong chống dịch là chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo của tỉnh để triển khai các biện pháp rất là năng động, sáng tạo, linh hoạt để phòng chống dịch bệnh. Vì vậy đã góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu kép đó là vừa duy trì sản xuất, không để đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh của tỉnh và cũng đảm bảo là phòng chống dịch thành công. Trên lĩnh vực trật tự xã hội, lực lượng công an Vĩnh Phúc đã mở hàng chục đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy kết tệ nạn xã hội, bắt hàng nghìn đối tượng phạm tội kịp thời chấn áp tội phạm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu xã hội đen. Nhiều vụ trọng án, chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, cờ bạc được khám phá để lại dấu ấn đẹp trong nhân dân. Được cấp ủy chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, điển hình năm 2000, Công an Vĩnh Phúc xác lập chuyên án CG499 và CG999, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng điều tra làm rõ 27 vụ giết người, cướp tài sản trên tuyến giao thông năm 2010, làm rõ vụ án giết người giấu sắc ở sông Phó Đáy từ năm 2007, thực hiện thành công chuyên án C610, điều tra làm rõ triệt phá 10 ổ nhóm với 33 đối tượng, thực hiện 58 vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Năm 2019, công an tỉnh triệt phá ổ nhóm đánh bạc được tổ chức tinh vi dưới căn hầm kiên cố như lô cốt ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường. Bắt giữ 52 đối tượng, thu giữ trên 700 triệu đồng. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép ma túy, thu giữ 3 bánh heroin, một túi ma túy đá và 147 viên ma túy tổng hợp. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh heroin tại địa bàn xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. Ngày 10 tháng 8 năm 2020, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giữ Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Đây là đối tượng lợi dụng yếu tố tâm linh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội ngày càng được phát huy, nhất là ở cơ sở. Điển hình là nhiều năm tỉnh Vĩnh Phúc đạt mục tiêu ba giảm về tai nạn giao thông công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tập trung xây dựng kiện toàn củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở vững mạnh toàn diện với gần ba đội phòng cháy chữa cháy 77 mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy đã triển khai hàng chục đợt cao điểm về phòng cháy chữa cháy tham gia cứu chữa hàng trăm vụ cháy trên địa bàn tỉnh góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại do cháy gây ra phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được củng cố và đẩy mạnh đã triển khai phát động xây dựng mô hình 4 an toàn trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường. Xây dựng gần 11.000 tổ liên gia tự quản, 170 địa bàn xây dựng mô hình liên quan công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thường xuyên được quan tâm chú trọng, đã có nhiều biện pháp sắp xếp tinh gọn bộ máy, quản lý cán bộ chiến sĩ, phòng ngừa sai phạm. 100% các xã được triển khai cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được đặc biệt quan tâm ở tất cả các cấp với hàng trăm hoạt động nghĩa tình thiết thực góp phần gắn bó, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân. Trong 25 năm qua thì có thể nói rằng kết quả nổi bật nhất của lực lượng công an Cúc Phúc ấy, là chúng tôi đảm bảo tốt an ninh trật tự trong các lĩnh vực như an ninh về kinh tế an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội. Từ đó làm tiền đề và rất quan trọng trong việc duy trì một trật tự xã hội ổn định, tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh cho tất cả người dân. 25 năm qua, Vĩnh Phúc là một tỉnh phát triển nhanh về công nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư, nhưng tình hình an ninh trật tự đảm bảo tốt, không xảy ra phức tạp lớn. Với những thành tích đã đạt được, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều huân chương chiến công các loại, hàng chục cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh. Hàng năm có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, năm 2015 và năm 2020, công an tỉnh được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Những thành tích ấy đã góp phần tô thắm trang sử vàng truyền thống của lực lượng công an Vĩnh Phúc quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục an ninh vĩnh phúc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục này kỳ sau